Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Mika đây. Trên bàn của mình ngày hôm nay đang có hai chiếc máy, đó chính là Redmi K70 Pro và iPhone 15 Pro Max. Và chắc chắn rồi, mình sẽ làm speed test giữa hai con chip là Snapdragon 8 Gen 3 và A17 Pro. Năm nay thì thật sự là Snapdragon 8 Gen 3 ra mắt quá sớm luôn các bạn à, chỉ sau A17 Pro khoảng 1 tháng thôi. Nên là cái việc mà để mà test sớm như thế này nó cũng là một cái gì đó mình thấy rất là hay các bạn nhé. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Điện Thoại Hay đã hỗ trợ cho mình chiếc Redmi K70 Pro để mà thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo nhé. Điện Thoại Hay là một trong những đơn vị đầu tiên mang cái chiếc máy Redmi K70 này về tại thị trường Việt Nam. Quay trở lại với nội dung chính của video thì bây giờ mình sẽ tiến hành là xóa hết đi cái phần đa nhiệm, sau đó là khởi động máy lại nhé. Như vậy là cả hai chiếc máy đều đã được khởi động lên. Show lại một lần nữa về phần đa nhiệm này. Không có gì cả nha. AnTuTu Benchmark 1, 2, 3. Không tính. Điểm số thì các bạn có thể thấy này, nó trên nhau rất là khủng khiếp đúng không nào? Giống như là một đời chip vậy. Tembrun 2. Oh, Redmi K70 Pro đã vào trước rồi nha. Hill Climb 1, 2, 3. Rất đều nhau. Những iPhone đã vào trước. iPhone 8. Xem nhau đấy. Z Buds right. Gangsta 4. Assassin 1, 2, 3. Mortal Kombat. Rồi, Candy Crush Saga. Hungry Shark. Fruit Ninja 2. Hello Neighbor. Rồi, đa nhiệm nha. Ok, AnTuTu này còn nguyên, Tembrun này còn nguyên. HyperOS nó quản lý đa nhiệm rất là tốt rồi đấy. Không reload như thế này thì chắc chắn là cũng sẽ không có game nào reload rồi. Yên tâm. Ngon, không có game nào reload cả nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành test AnTuTu, sau đó là đo nhiệt độ. Ok, test nhiệt độ thôi nào. Bốn mươi ba, bốn mươi bốn.
Ok. Mặt trước thì có vẻ là ấm áp hơn. À lộn, mát hơn. Ok, 44. Ô, Xiaomi giảm độ sáng này các bạn nha. iPhone không giảm độ sáng mà Xiaomi giảm độ sáng nha. Tối thui luôn này. Ui, nóng lắm. 46 độ à. 46 độ 2. Mặt lưng cũng thế. Ui, mặt lưng là lên tới 47 độ 4. Trời ơi là trời. 47 độ 5 luôn. Quá khủng khiếp luôn. Giảm độ sáng tối thui các bạn có thể thấy. Đấy. Trời ơi, siêu nóng luôn. Rồi, Xiaomi giảm độ sáng chứ iPhone không có giảm độ sáng nha. Đấy, nhiều bạn cứ bảo là iPhone giảm độ sáng rồi thiếu ổn định này kia. Như các bạn sẽ thấy. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong video ngày hôm nay. Còn bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.